Bị dính vào thế bí, Phạm Minh Chính sai Nguyễn Xuân Phúc ăn mày thế giới. Phạm Minh Chính vừa lên làm thủ tướng là đến kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội. Vì cuộc bầu cử vô nghĩa này mà đến giờ dịch bệnh cứ bùng phát. Đây là đợt bùng phát mạnh nhất so với các đợt trước. Chính vì vậy, nó đang tạo áp lực khủng khiếp lên ông Phạm Minh Chính. Ngày nào cũng ngược xuôi Nam Bắc rồi hợp hành hết bộ nọ đến bộ khác cũng nhằm dập tắt đà bùng phát lần này. Cho đến giờ, vaccine ở Việt Nam cũng chỉ là vaccine được nhập về một cách hạn chế để chích cho một số ít người chứ không thể chích ngừa đại chúng. Nước Mỹ đã sản xuất một lượng vaccine rất lớn để tiêm phòng cho dân chúng và kết quả là tình hình dịch bệnh ngày một được khống chế. Thực tế cho 7 căn bệnh COVID-19, nó không thể bị dập tắt hoàn toàn bằng hình thức giãn cách xã hội được. Tất cả các nước thực hiện giãn cách xã hội mà không tiêm vaccine đều có thể bùng phát nhiều đợt. Tại Việt Nam, cứ vài tháng dịch lại bùng phát. Chính tình trạng này, nó ngày một bào mòn sức lực của con người và khả năng chống dịch của nhà nước cũng có hạn. Khi lượng người nhiễm mà cao đến một ngưỡng nào đó, thì dù có huy động hết sức lực của nhà nước, của xã hội thì vẫn không thể nào chống được. Mục tiêu kép được ông Nguyễn Phú Trọng treo lơ lửng trên đầu Phạm Minh Chính. Nếu không thực hiện mục tiêu thành công thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có cớ để làm suy yếu thế lực của ông Phạm Minh Chính. Trước mắt, việc chống dịch là quan trọng nhất và ông Phạm Minh Chính phải bỏ đi mục tiêu phát triển kinh tế. Mục tiêu kinh tế làm sao có thể hoàn thành khi mà hiện nay thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố đóng vai trò lớn nhất nước về phát triển kinh tế, đã phải thực hiện giãn cách xã hội. Tất cả mọi hoạt động kinh doanh đều bị cấm. Dù làm triệt để như vậy thì cũng chưa chắc gì dịch nó không bùng phát được. Rất nhiều khó khăn đang chờ Phạm Minh Chính. Tuy chính quyền Cộng sản họ tự sướng về thành tích chống dịch, nhưng họ đang rất lo Việt Nam bị toang như Ấn Độ. Đặc biệt mới đây, người ta phát hiện chủng virus mới là dạng lai tạp giữa chủng Anh Quốc và Ấn Độ. Như mọi người biết, Ấn Độ trong nhiều tháng qua phải nói là thảm họa. Người Ấn, người Việt Nam đều là người châu Á. Rất có thể chủng lai Ấn Độ nó làm cho dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam hoàn toàn có thể. Hiện nay, Phạm Minh Chính đang chỉ đạo Bộ Y tế và các chính quyền địa phương thực hiện ngay và gấp. Việc làm này có thể kéo dài trong cả tháng chứ không ít. Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách toàn thành phố từ ngày 30 tháng 5 và giờ đây tại tỉnh Bình Dương cũng đang có nguy cơ bùng phát mạnh. Từ đây cho tới hết tháng 6, không biết có bao nhiêu tỉnh hay thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều chuyên gia dự đoán năm 2021 dịch sẽ khó đối phó hơn năm 2020 bởi năm 2021 người dân Việt Nam có vẻ như coi thường cơn dịch này, đó là nguyên nhân. Bắc Giang là tỉnh đang bị dịch bùng phát nặng. Vaccine thì thiếu nhưng chính quyền tại đây chỉ đạo cho việc tiêm vaccine cho công nhân để khôi phục sản xuất. Nghĩa là ông Phạm Minh Chính đang bị cái mục tiêu kép mà ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra để dí cho ông Phạm Minh Chính phải thực hiện. Lượng công nhân trên toàn Việt Nam rất đông, riêng tỉnh Bắc Giang thì cũng lên đến hàng vạn, thì liệu có vaccine nào tiêm cho đủ? Vaccine châu Âu thì hiếm, và cho dù vaccine Mỹ cũng khó mà mua được số lượng lớn. Vậy để đủ vaccine chích cho số đông thì chỉ có thể là mua vaccine Trung Quốc. Nếu chích vaccine Trung Quốc cho công nhân thì có thể nói là đánh canh bạc, nó chứa rất nhiều rủi ro. Trước mắt, mục tiêu của ông Phạm Minh Chính là dập tắt lần bùng phát này đã, còn nhiều lần khác đang chờ đợi ông Chính chứ không phải chỉ có lần này. Lôi Nguyễn Xuân Phúc vào ăn mày vaccine. Ông Phạm Minh Chính giành ghế của Nguyễn Xuân Phúc thành công, ông Phúc là kẻ thất bại. Và hiện nay, ông Phúc không cần phải thọc tay vào những công việc thuộc trách nhiệm của chính phủ. Việc tìm kiếm vaccine để chống dịch là trách nhiệm của chính phủ, mà quan trọng nhất là trách nhiệm đó thuộc về ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính lại kéo ông Nguyễn Xuân Phúc vào gánh vác trọng trách lớn nhất cho ông. Đó là điện thoại khắp thế giới xin giúp đỡ vaccine. Hôm ngày 12 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm xin Thủ tướng Nhật hỗ trợ vaccine cho Việt Nam. Nói chung, đây là hành động ăn mày các nước giàu. Nước Nhật giàu thật, nhưng họ cần phải lo cho dân của họ đầy đủ rồi mới hỗ trợ cho Việt Nam. Hiện nay, chưa có nước nào có đủ vaccine chích cho dân, dù đó là nước Mỹ. Nên việc cầu cứu này giống như lời cầu cứu của người bế tắc. Đáng lẽ ra, Đảng Cộng sản chuẩn bị kinh phí để đặt mua vaccine của Mỹ từ sớm như Singapore đã làm. Đáp lại, Nhật Bản chỉ hỗ trợ dây chuyền bảo quản vaccine, chứ không xuất vaccine để hỗ trợ cho Việt Nam. Đây xem như là cách từ chối khéo của phía Nhật Bản. Nếu có hỗ trợ thì Nhật Bản cũng hỗ trợ một lượng mang tính tượng trưng, chứ không thể hỗ trợ để Việt Nam chích ngừa cho toàn dân được. Chưa hết, ngày 30 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Phúc gửi thư cho Tổng thống Mỹ xin hỗ trợ vaccine. Đến nay, nước Mỹ chích ngừa chỉ mới hơn 40% dân số. Họ chưa có đủ vaccine cho dân họ thì lấy gì họ hỗ trợ Việt Nam? Nói theo ngôn ngữ dân gian thì chính phủ Phạm Minh Chính đã vã thuốc lắm rồi. Điện thoại cho Tổng thống Mỹ khả năng được hỗ trợ cao hơn vì Mỹ đang muốn kéo Việt Nam ngã về Mỹ trong cuộc chiến tranh giành sự ảnh hưởng ở Biển Đông. Cũng có thể Mỹ sẽ giúp Việt Nam có vaccine, nhưng rất có thể là họ cũng chỉ giúp mang tính tượng trưng, chứ không thể giúp cho Việt Nam có vaccine để chích ngừa cho đại chúng. Mỹ hứa đóng góp thêm 80 triệu liều vaccine cho cộng đồng quốc tế, đồng thời cảm ơn Mỹ đã cam kết tài trợ 4 tỷ Mỹ Kim cho sáng kiến tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19, COVAX. Được biết, Việt Nam đã nhận 2 đợt vaccine với khoảng 2,5 triệu liều từ COVAX. Tuy nhiên, còn khi nào Mỹ giao cho Việt Nam thì chưa biết. Nếu giao sớm, Việt Nam sẽ dập được dịch, còn nếu để toang như Ấn Độ, thì 2,5 triệu liều đấy cũng sẽ không thấm vào đầu. Khi xin Mỹ viện trợ cho vaccine, thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại nói rất ngon ngọt rằng Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Ông Nguyễn Xuân Phúc đã bị buộc phải gánh vác trách nhiệm khó nhất mà ông Phạm Minh Chính nhờ ông làm. Điều này cho thấy ông Phạm Minh Chính đang có dấu hiệu lạm quyền với thượng cấp. Phạm Minh Chính coi Nguyễn Xuân Phúc như phụ tá. Nhìn công việc của ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng khác nào công việc của Vũ Đức Đam. Có điều ông Vũ Đức Đam là lo vấn đề chống dịch từ nguồn lực trong nước, còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì lo vấn đề chống dịch từ nguồn lực nước ngoài. Ông Vũ Đức Đam là phụ tá của ông Phạm Minh Chính. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc có khác nào cũng thực hiện công việc phụ tá cho ông Phạm Minh Chính trong vấn đề chống dịch. Theo hình thức thì Chủ tịch nước đứng trên Thủ tướng. Tuy nhiên, về thực quyền thì Thủ tướng có quyền rất lớn, còn Chủ tịch nước người ta chỉ xem đó là một chức vụ hữu danh vô thực. Ông Nguyễn Xuân Phúc là người không có quyền lực và đã bị ông Phạm Minh Chính sai khiến. Dù không có văn bản nào cho thấy ông Phạm Minh Chính sai khiến Nguyễn Xuân Phúc, nhưng nhìn hành động là biết ngay. Ông Nguyễn Xuân Phúc ngồi ghế Chủ tịch nước như là vị trí trên đè dưới búa vậy. Phía trên ông Phúc là Nguyễn Phú Trọng, có quyền lớn hơn ông, và phía dưới là ông Phạm Minh Chính, cũng có quyền lớn hơn ông. Ông Nguyễn Xuân Phúc bị kẹp giữa hai người có quyền lực lớn hơn. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính có mâu thuẫn thì rất khó cho ông Nguyễn Xuân Phúc tỏ thái độ. Nếu theo ông này làm phật lòng ông kia thì nguy, vì trong tay không có thực quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin bị dí vào thế bí Phạm Minh Chính sai Nguyễn Xuân Phúc ăn mày thế giới do Ý Nhi thoibao.de trình bày. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào tạm biệt.